Leslie Nguyễn xin kính chào quý vị. Được biết, đây là lần đầu tiên Hội Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và Cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đứng ra tổ chức chương trình tại Nhạc hội Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Úc Châu, và nhân chuyến công tác của chúng tôi về đây để dự đại hội thì Destiny đang có mặt tại Bankstown, là khu người Việt của vùng Sydney. Và hôm nay là lần thứ tư và là ngày cuối cùng ban tổ chức vận động cho ngày đại hội sắp tới. Chúng tôi được biết trong ngày đại hội thì có ngoài khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, ca nhạc sĩ Trúc Hồ, MC Diệu Quyên, anh Nguyễn Văn Khanh và một số ca sĩ của Trung tâm Asia từ Hoa Kỳ qua đây. Và chúng tôi có cuộc tiếp xúc với ông Nguyễn Văn Sĩ, là người đại diện cho Hội Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại vùng New South Wales. Dạ, kính thưa quý vị, xin kính chào quý vị. Hiện nay, sau hơn 3 tháng vận động và tổ chức Đại Nhạc hội Tri ân anh người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức tại Úc Châu, Sydney, đã tiến triển những cái bước rất là khả quan, và chúng tôi đang ở last minute, những giây phút cuối cùng cho cái tổ chức của Đại Nhạc hội này. Chúng tôi xin thưa với quý vị rằng ngoài cái ban tổ chức còn có Hội Thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại tiểu bang New South Wales và Hội Cựu quân nhân Quân lực Việt Nam tại Cộng Hòa tại tiểu bang New South Wales ra, chúng tôi có khoảng trên 200 thiện nguyện viên đang giúp đỡ chúng tôi ở trong một cái chương trình Đại Nhạc hội Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên được tổ chức tại Úc Châu và tại Sydney. Thưa quý vị, đây là một cái đại nhạc hội có tầm vóc rất là quy mô và rất lớn, lần đầu tiên được tổ chức ở Úc Châu. Chúng tôi hy vọng sau cái đại nhạc hội này, chúng tôi sẽ vận động đồng hương đóng góp, ân nhân đóng góp. Chúng tôi sẽ quyên góp được một số tiền tương đối để gửi về trợ giúp cho những chiến hữu của chúng tôi, những anh em thương phế binh của chúng tôi, là những người đang sống những năm cuối cùng trong cuộc đời của họ, và họ đang sống trong cảnh hết sức cô đơn, khổ cực và lầm than. Như quý vị cũng biết, những chiến hữu của chúng tôi đã bị thương tích, đã bị hy sinh một phần thân thể trong chiến tranh, cuộc chiến tranh rất khốc liệt của Việt Nam chúng ta, kết thúc một cách hết sức là bi thảm vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Những người thương phế binh này, họ bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị phân biệt đối xử, bị để cho sống chết mặc bay, không ai trợ giúp, không ai đoái hoài, thương nhớ đến họ. Chúng tôi chính là những cái chiến hữu của họ, cho nên chúng tôi đã hết lòng cộng với quý đồng hương ở đây. Và chúng tôi nghĩ đây là một cái đại hội để tri ân những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên được tổ chức tại Sydney, với sự tham dự, có thể nói một cách hơi tổng quát một chút, là do toàn thể cộng đồng người Việt tự do tại Úc Châu cùng tham gia. Hy vọng sẽ nhận được những cái sự đóng góp to lớn của tất cả quý vị, của tất cả quý đồng hương, để giúp đỡ cho các bạn đồng đội của chúng tôi. Thưa quý vị, ngày hôm nay là lần thứ tư chúng tôi tổ chức một cái buổi xuống chợ. Như quý vị đang nghe những âm thanh, hoặc là quý vị đang nhìn thấy đồng hương đi qua đi lại. Mục đích của chúng tôi là gì? Mục đích của chúng tôi là để kêu gọi quý đồng hương hãy tham gia với chúng tôi trong cái chương trình mang những ý nghĩa hết sức là cao đẹp này. Quý vị cũng thấy là Hội Thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại tiểu bang New South Wales, chúng tôi được sự hỗ trợ của rất nhiều người, rất nhiều đồng hương, và chúng tôi ngoài những cái thành viên ở trong ban điều hành của Hội Thương phế binh ra, chúng tôi còn được sự cộng tác của rất nhiều thiện nguyện viên, như quý vị thấy đang đi qua đi lại trước ống kính, và những người này luôn luôn sẵn sàng với chúng tôi trong cái công việc mang ý nghĩa hết sức là tốt đẹp này. Người Hồng cầm cái tờ giấy này có nghĩa là để quảng cáo cho chương trình Đại Nhạc hội Tri ân người thương phế binh đó, thưa quý vị. Vậy từ hồi sáng đến giờ thì chị đã vận động được gì, hay là làm được gì cho cái chương trình? Bổn phận của Người Hồng thì chỉ là quảng cáo, gửi những cái tờ này đến cho khách bộ hành ở đây, và mời gọi quý vị đó mua vé ủng hộ bằng cách là chỉ mua một vé cũng được. Nếu mà quý vị đó có hảo tâm, quý vị đó mua cái vé VIP thì mình bán 150 đồng, còn cái vé thứ hạng nhất thì 100 đồng, và có vé 150 đồng đó em. Vậy em thấy cái thùng này là sao hả chị? Cái thùng này đó là đặc biệt là cái thùng để mà quý vị đồng hương tiện dịp
nhân dịp đây để mà giúp, để mà ủng hộ cho thương phế binh bằng cách là quý vị có thể cho 1 đồng cho tới 50 đồng. Nhưng mà trong đây có nhiều quý vị hảo tâm lắm đó em, cho 50 đồng, 100 đồng cũng có. Con đeo cái bảng này đẹp quá, vậy hôm nay con ở đây con làm cái gì ở đây? Dạ con giúp thương phế binh. Nhưng mà tiếng Việt của cháu rất là giỏi. Con tên gì? Cháu có một cái tấm lòng. Con tên gì? Con có thể cho cô biết tên con không? Mỗi 1 năm như vậy. Dạ con tên Thảo. Kỳ nào mà tổ chức cây quỷ. Đây là lần thứ mấy con làm cái việc này rồi? Đều là đóng góp một bàn tay để giúp cho chương trình của mình là từ hồi mấy tháng qua đã vận động, và vận động tuần rồi thì vận động ở Khemrapta, hôm nay đi ra vận động là ngày chót để mà cuối tuần này là thứ bảy là cái nhóm ISA ở bên Mỹ qua hát là có lực lượng đông lắm, mà bây giờ là ủng hộ bằng đồng hương mình ủng hộ cũng nhiều lắm, là mọi người thấy những hình ảnh treo ở phía trước đó, ai nấy cũng thấy rất cảm động và họ giúp nhiều lắm. Có nhiều người giúp 200-300 đồng bỏ vô thôi mà không cần tên họ gì hết á. Có ông giúp 1.000 đồng luôn á mà hỏi tên họ cũng không cho tên nữa, nó ân nhân thôi, đấy là ân nhân thôi. Thành ra rất là mừng mà đồng hương mình ở đây sống là rất có tình cảm với những người còn ở lại Việt Nam. Mà những người ở Việt Nam mình là thương phế binh thấy tội nghiệp lắm, là cục hai tay, nhiều khi cục hai tay hai chân, trời ơi tôi thấy còn cái thân thể gì mà tự đi lo đi làm để mà kiếm sống. Thời gian qua là mấy chục năm về trước là mình bỏ quên á, và gần đây là mình mới nhớ lại, mình cuộc sống ở đây mình cũng ổn thỏa rồi cũng rồi. Vậy cái ngày cuối cùng này cô có nhắn gửi gì với đồng bào ở đây về cái việc của mình vận động hôm nay không? Cái ngày cuối cùng này thì chị ở đây chị cầu mong là đồng hương mình hồi nào giờ không biết thì thôi, hôm nay biết là gắng giúp đỡ những người anh em thương phế binh ở Việt Nam, họ sống ở bển lây lất tội nghiệp lắm, và mong rằng từ đây về sau là cùng nhau giúp, tiếp tục giúp nữa. Tôi là chủ tịch hội cựu quân nhân quân đội Việt Nam Cộng hòa tại New South Wales. Thì hôm nay là cái ngày mà cuối cùng của cái chương trình mà quảng cáo để mà bán vé cho cái đại hội nhạc hội tri ân người thương phế binh quân đội Việt Nam Cộng hòa. Thì tôi sẽ nói là tại sao mà tới bây giờ chúng tôi mới đứng ra làm, thì với hội cựu quân nhân quân đội Việt Nam Cộng hòa cùng với lại hội thương phế binh quân đội Việt Nam Cộng hòa và tất cả các gia đình quân đội hàng năm đều có làm, và chúng tôi có một số hậu duệ của quân đội Việt Nam Cộng hòa làm 2 tháng một lần, nhưng thì kiếm chừng khoảng 10.000 tới 12.000, do đó mình thấy anh em thương phế binh rất là đông, mà cái số tiền như vậy thì nó quá ít ỏi, thì phải 2 năm hoặc 3 năm mới họ mới được 100 đồng. Do đó thì sẵn dịp là đài SBTN bảo trợ và giúp đỡ, và tất cả các mạnh thường quân như là tất cả các đài phát thanh thế giới như là đài AFA, đài VOA, đài BBC ở tại trong nước thì có tại trong nước Úc thì có tất cả các tờ báo và tất cả các đài phát thanh đó hỗ trợ. Do đó chúng tôi mạnh dạn đứng ra làm, mà để một cái đại nhạc hội có tầm vóc quốc tế như thế này là thực ra rất là khó khăn, nhưng mà chúng tôi cố gắng để là nghĩ rằng anh em thương phế binh không có còn sống bao lâu nữa, do đó chúng tôi cố gắng làm được bao nhiêu để giúp anh em càng nhiều càng tốt, do đó chúng tôi mới đứng ra làm. Và trong tương lai thì chúng tôi sau cái kết quả này, nếu mà thấy được và chúng tôi họp, nếu mà thấy được thì tất cả những năm tới chúng tôi có thể làm. Sau khi mình tổ chức như vậy đó thì cái số tiền đó mình sẽ giúp thương phế binh bằng cách nào hả chú? Thì hàng năm chúng tôi đều có làm ra tiền và có cho anh em thương binh, thì chúng tôi gửi thứ nhất để tôi nói vấn đề mà tiền của cái đại nhạc hội nó có 2 phần. Thứ nhất là cái phần donation cho anh em thương phế binh thì chúng tôi không động tới 1 đồng nào. Vấn đề hôm nay mà tổ chức này nó tốn kém trên 100.000. Nhưng mà nếu chúng tôi bán vé mà không đủ lỗ thì chúng tôi bỏ tiền túi ra, chứ không có động tới cái tiền mà donation của anh em. Đó là có 2 phần tiền khác nhau. Còn gửi cho anh em như thế nào thì hàng năm chúng tôi đã gửi, và bằng cách là qua những cái cơ quan chuyển tiền. Đó, vì
lúc đó chúng tôi có khai thuế với lại chính phủ, và cái biên lai đó đó chúng tôi mới có báo cáo được audit hàng năm. Do đó thì và qua cái cơ quan chuyển tiền đó thì chúng tôi có cái bằng cớ để đăng báo là chúng tôi có gửi cho người này đó. Và ở trong đó bắt buộc khi mà anh em thương phế binh nhận thì phải có một cái bộ hồ sơ là có hình ảnh và có giấy tờ cũ hồi xưa trước năm 1955 gửi qua cho chúng tôi để xác nhận rằng là những người đó đã nhận được tiền, và cái hồ sơ đó tôi kẹp lại trong cái hồ sơ cũ nó có giống nhau không. Và nếu người nào mà bị, chúng tôi có người ở bên đó để mà coi anh em đã còn sống hay là chết, hoặc là có dời địa điểm, dời địa chỉ, thì chúng tôi làm rất là kỹ càng. Do đó cái số tiền đó không thể đi ra ngoài được. Với cái tình huynh đệ chi binh như vậy thì chú có nhắn gửi gì cho các thương phế binh hiện giờ còn đang ở Việt Nam? Thì đối với tôi thì là đại diện cho hội cựu quân nhân, các gia đình quân đội và hội thương phế binh, thì chúng tôi biết rằng giờ này cũng là muộn, là trễ để mà lo lắng cho anh em. Nhưng mà thực ra ở ngoài này ai cũng có một cuộc sống riêng. Do đó cái thời gian mà chúng tôi bỏ ra làm thì cố gắng làm cho anh em được bao nhiêu hay nhiều, thì anh em cũng vì cái đồng tiền ít ỏi đó, nhưng mà anh em cũng nên vui vẻ và cứ nghĩ rằng anh em ngoài này không bao giờ quên tất cả anh em thương phế binh, và cố gắng vui sống để mà coi như chờ một ngày nào đó mà có thể có tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam thì chúng ta sẽ gặp nhau. Kính thưa quý vị, nhân đây chúng tôi cũng xin được phép đại diện cho ban tổ chức, cho Hội Thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa tại tiểu bang New South Wales xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất của Hội Thương phế binh đến cho tất cả các thiện nguyện viên đã giúp đỡ chúng tôi, cũng như tất cả các ca sĩ tại Sydney, các nhạc sĩ, đặc biệt là các nhân viên của đài SBTN Úc Châu đã đồng hành với chúng tôi từ hơn 3 tháng nay. Và bây giờ chúng tôi đang ở những cái giây phút cuối cùng của một cái sự kiện toàn việc tổ chức, và chúng tôi rất hy vọng cái tổ chức này sẽ mang lại cho quý vị rất nhiều cái điều thích thú về văn nghệ, về sự xuất hiện của những cái nhân vật rất tên tuổi của người Việt Nam trên thế giới, và đặc biệt là của khoa học gia Dương Nguyễn Ánh, ông Nguyễn Khanh, giám đốc Hải Á Châu Tự Do, nhất là nhạc sĩ Trúc Hồ và MC Diệu Quyên, cũng như là 7-8 ca nhạc sĩ đến từ Mỹ. Thì một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả các ca sĩ, nhạc sĩ tại Sydney, và cảm ơn tất cả quý thiện nguyện viên, quý đồng hương đã và sẽ tiếp tục giúp đỡ chúng tôi cho đến ngày hoàn tất chương trình này. Xin cảm ơn quý vị. Destiny Nguyễn, chương trình từ Bang Sao Châu xin kính chào quý vị.